mà, người ta nói đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên thì mới gặp được nhau. Thật vậy, thanh xuân của anh là những hối tiếc. Anh luôn tự trách rằng tại sao cuộc sống trước giờ luôn bất công với anh. Và cho đến khi anh gặp được em, yêu em, anh mới biết có lẽ em chính là điều may mắn nhất mà ông trời đã dành cho anh. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã thấu hiểu và gắn bó với con người anh. Cảm ơn em vì đã gạt bỏ hết tất cả để sẵn sàng ở bên anh, quan tâm anh, yêu thương anh một cách vô điều kiện và đã cho anh hiểu được thế nào là tình yêu. Tình yêu của chúng mình đến được với nhau ngày hôm nay cũng không hề dễ dàng, cũng đã trải qua bao nhiêu là khó khăn, thử thách. Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã nhiều lần khiến em phải rơi nước mắt vì anh, phải buồn vì anh. Và khi đó, anh mới biết được rằng anh yêu em thật nhiều. Có thể là anh Hiền không có hoàn hảo như những người khác, nhưng mà con tin là anh đã cố gắng thay đổi vì con rất là nhiều. Thì cuộc sống sau này của tụi con sẽ hạnh phúc rất là nhiều. Và đó là điều mà con biết là mẹ sẽ không phải lo lắng hay là suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay là ngày chứng nhân cho tình yêu này của anh và em. Cảm ơn em đã đồng ý đặt trọn cuộc đời mình vào anh và cùng anh viết nên cho chúng mình những điều thật đẹp phía trước. Hôn nhân hiệu lực là sẽ bắt đầu từ lúc hai người trao lời hôn ước với nhau. Tình cảm giữa hai người là mối liên hệ đẹp nhất và trọn hảo nhất. Tình yêu chân chính luôn luôn là sự mở rộng bản ngã của mình
để liều lĩnh đón một con người khác bước vào, để cả hai tìm cho nhau được trưởng thành hơn, cả hai được tự do hơn, và cả hai mỗi ngày được hạnh phúc. Anh là Benedito Nguyễn Quý Hiền, nhận em Maria Trịnh Diễm Hương làm vợ của anh. Em là Maria Trịnh Diễm Hương, nhận anh Benedito Nguyễn Quý Hiền làm chồng của em và hứa giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc nhà em. Khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, và để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời anh.